Các bạn ơi, Gonsi có túi kẹo này. Túi kẹo này rất là ngon đấy. Các bạn biết đây là túi kẹo gì không? Đây là túi kẹo Chippa Chip. Chippa Chip là Chippa Chip. Chúng ta cùng bắt kẹo nha. Chippa Chip, bây giờ chúng ta sẽ bóc kẹo thôi. À, nhiều kẹo chưa? Các loại vị khác nhau. Hai cái kẹo, ba cái kẹo mút, bốn cái kẹo mút, năm cái kẹo mút, sáu cái kẹo mút, bảy cái kẹo mút, tám cái kẹo mút, chín cái kẹo mút và mười cái kẹo mút. Bây giờ chúng ta sẽ bóc ra nha. Bạn nào ăn, xẻ tay ra, xẻ tay vào đây. Nào, xẻ tay ra. Bạn nào ăn kẹo nào? Bố Lucy ăn kẹo không? Bố Lucy thích kẹo nào? Cái này à? Thôi để yên cái này để tôi bóc ra trước. Cầm đây, cầm kẹo nhá, để tôi chia cho mỗi người 5 cái. Để tay vào đây, chia mỗi người 5 cái. Hai cái này, hai cái này. Cầm thôi, cầm lên để bố bóc. Hai cái nữa này, hai cái nữa này. Thôi để bố bóc từng cái một nhá. Giờ chúng ta sẽ bóc cái kẹo đen này trước. Ôi trời, cái kẹo này là hương vị sô-cô-la đây. Úi dồi, kẹo đen. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ bóc cái kẹo đỏ này. Cái kẹo màu đỏ. Chúng ta sẽ có một cái kẹo màu đen và cái kẹo màu đỏ. Con thích kẹo nào? Kẹo đỏ hay kẹo đen? Đấy. Ở đây bây giờ thì toàn kẹo màu đen thôi. Bây giờ thì cái kẹo màu đen này nữa để bóc nốt cái kẹo này. Cầm hộ nhá. Cầm để yên đây. Kẹo này là vị sô cô la đấy, ăn cực kỳ là ngon. Wow, đây một kẹo nữa màu đen bóng. Đây ơi. Rồi một cái. Cầm cái nữa. Để yên đấy để tôi bóc đủ 5 cái để tôi. Ngon quá, ngửi mùi ạ. Ngon quá. Wow. Đây, cái nữa rồi. Và cái kẹo này là kẹo thử lao. Đấy. Rồi. Đi cầm một bọc kẹo đẹp thế à, đi chơi đây. Thôi không bóc cái đấy đâu. À. Bây giờ là còn 4 cái kẹo này nữa. Đây một cái kẹo này là 5 cái kẹo. Và kia 4 cái kẹo. Hãy ăn. Vị gì? Hãy ăn là vị gì đấy? Vị dâu Hải Ninh là vị gì đấy? Vị sô-cô-la. Vị đắng à? Cho bố xin một cái. Wow, đây là chiếc kẹo vị sô cô la. Các bạn có muốn ăn không? Nếu mà bé nào muốn ăn thì giơ tay lên nhá.
Bây giờ ba đang dư những 6 cái kẹo nữa. Và bạn nào ăn thì giơ tay lên để đưa cho nào. Ngon quá. Wow. Đúng là vị sô-cô-la ngon thật. Ngon quá. Ôi lưỡi đỏ kìa. Ôi lưỡi đen. Thè lưỡi nào, thè lưỡi nào. Ôi sô-cô-la dính đầy lưỡi. Đâu hết đen rồi. Thè ra. À vâng rồi. Đen xì. Chiếc vật chiếc bị đen à? Sô cô la đen à? Đỏ loam. Ôi lưỡi đỏ loam. Lưỡi đen xì. Lưỡi đỏ loam. Đây là chiếc kẹo. Ui đen như hạt na. Nè. Ngọt quá nhỉ. Bây giờ nhá, bạn nào ăn kẹo nữa thì giơ tay để ba sẽ đưa cho. Bây giờ là phần kẹo của các bạn nhá. Các bạn muốn ăn kẹo thì các bạn giơ tay lên nào, để ba chia kẹo với nhá. Còn 5 cái này nữa ai ăn thì để chia cho nào. La 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 la. Hôm nay được ăn kẹo ngon quá này. Giơ tay lên, cầm ơi cầm ơi cầm ơi em. Giơ tay lên, cầm ơi cầm ơi cầm ơi. Hả? Để chia cho các bạn mà. Các bạn hãy bảo bố mẹ các bạn mua kẹo này cho ăn nhé. Rất là ngọt và ngon. Có hai vị, đó là vị dâu, vị chua chua, còn là dưới rất là ngọt. Và có hai màu, đó là màu đỏ và màu đen. Màu đen sẽ làm cho lưỡi của chúng ta trở nên đen xì. Còn màu đỏ thì làm cho lưỡi của chúng ta làm đỏ non. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hôm sau ba sẽ lại bóc một gói kẹo, đó là kẹo sữa.